Ok, hello, xin chào mọi người. Thì mình là Tài. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip hướng dẫn tiếp. Thì tiếp đây sẽ là hướng dẫn về đội hình và career nhá. Thì trước hết thì mọi người có thể thấy ở cái phần crystal của mình thì nó chỉ còn có 5085 thôi. Để tới mình vô mình đập nốt cái rồi khỏi đập xong được. Thì mình đã phá hơn tầm 2000 mấy crystal rồi, hơn 3000 crystal vào mấy cái linh tinh rồi. Bởi vì không ra được Sele mình điên mà, mình vô mình tự phá crystal của mình. Mình công nhận mình cũng điên thật, crystal mình đi mình tự phá. Ok, thì hôm nay mình sẽ thực hiện quê của rất là nhiều con nhá. Và cái mà mình sẽ thực hiện thì chính là Hemido. Trước hết, nhân vật đầu tiên đó chính là Bronya. Được, vũ khí và trang bị thì mình sẽ không nói tới với clip này nhá. À, còn về cái lần trước có một bạn thằng nói là em vẫn chưa biết được cái lối bùi đồ của anh, thì anh cho em xin. Vậy anh là level 85 rồi em ạ. Em anh là level 85 rồi nên là anh cũng chẳng thể nào mà cho em cái bùi đồ của anh được, em hiểu không? Đấy, mình sẽ bắt đầu lại này, bắt đầu lại để thực hiện cái điều. Thì anh chỉ có thể cho em bùi đồ cơ bản, đó là em dùng full set chiêu hoàng và vũ khí thì em có thể vô trong phần ủy thác online á. Đó chính là set mà tân binh có thể dùng nhá. Đây quy đề của HOR nha mọi người. Đó là xong trong 10 giây nhá. 10 giây đốt set thương của con Hemido cấp đau khổ là 1 lít. Mình cho nó là 8 lít đi thì mình đốt nó, đốt 1 lít của nó trong vòng 10 giây. Của đậu xanh nó mạnh phết nhỉ. Quy đi em vậy mạnh phết. Về sau thì không mạnh đâu, thật sự luôn. Rồi tiếp theo là của này nhá. Con này thì mình không biết nên làm không, bởi con này được kết hợp meta mà, nhưng mà mình sẽ làm ở trong clip lần sau. Tiếp theo là của con này, đâu rồi? Bé đây, phải thêm mấy bé này vào đã. Sele nhá, mình sẽ làm về Sele A trước. Sele A với Sele S là nó cũng dùng chung nhá, dùng chung một loại người Valkyrie, Valkyrie hỗ trợ kia là đều dùng Charon và Yamuki hết. Còn Sele S với A nó chỉ thay đổi đúng có con đó thôi. Bây giờ này đấy, thực hiện nè, thả quy đê xuống này, thả này lên này. Đó là một lần chủ quy đê của mọi người. Đó, mình chỉ thực hiện quy đê của nó cơ bản đó thôi. Và hồi sau á, mọi người mà đánh lên được full cây nộ á, mọi người sẽ dùng được cây nộ mình thực hiện quy đê nha mọi người, để giúp mọi người thực hiện quy đê thôi chứ không đánh cái mấy cái ả này. Con thứ ba là về con Godkina. Godkina vẫn giữ là con này và thêm con Ranger. Lúc nào cũng vậy, phải thả Yamabuki ra cho nó bắn suy yếu đó, con nào cũng vậy. Đây Yamabuki ra này. Đánh suy yếu này. Nhả này xuống này. Đánh nhắn này, thả lên lên này. Đó là sau một chuỗi nhá, ba con rồi nhá. Sele này, con kia này với HR nhá, tiếp theo là chị em Alin. Chị em Alin là đây, hai bé Loli này. Mình chỉ thực hiện QTE chứ mình không thực hiện đánh các ải nhá. QD có thể thực hiện lại liên tục để mọi người tiêu diệt cái con quái, thì đa phần là mình sẽ dùng QD cho mấy cái con boss thôi. Oh shit. Đó, rồi bạn sao nữa à? Đối với lại chị em Alin, đó là anh em chịu khó mở lõi con cái gì nhá. Mở lõi con này ra, trời ơi. Mình tắt lõi do hồi này mình cần tắt đấy. Rồi bây giờ mở này. Đấy, phải mở lõi con này ra mới dùng được. Nó phân biệt đối xử luôn trời. Phải mở lõi và không mở lõi luôn. Mẹ, thứ phân biệt đối xử.
Bây giờ mình thực hiện lại nhé. Đánh thường nhẹ cái này là thực hiện rồi nhá, nhưng không phải đỡ đỡ rắn, đỡ rắn rồi đó. Đấy rồi thả này ra. Trời, bộ y tế, bộ thời tiết kìa. Ý, thực hiện lỗi cái te rồi. Nói chung là quy te của con nó thì mình mọi người chỉ cần hai thôi, người hai con là được rồi, nhưng mà mình thích làm cùng cần ấy. Mình sẽ làm lại đi. Cái con heavy đồ nó rắn chậm lắm. Như mấy cái con quái khác là nó sẽ đánh liền, còn cái con heavy đồ phải cực xuống rồi đợi hồi lâu. Nói về mình cũng đợi nó luôn. Rồi tao mày cũng đợi nhau nè. Đánh nó đi. Đánh này, đánh nhẹ này, đó rồi thực hiện quy tê này. Thả hai con ra để có gì mà đốt cái giáp đó nha mọi người. Nhưng mà đối với heavy đồ thì đốt giáp bằng niềm tin. Chứ về mấy cái con như là phu hua hay là mấy con thiên viên á, mà mọi người dùng mấy con này á thì sẽ dùng để phá giáp nó, phá thuận nó. Đó thì đó là bốn con rồi, con cuối cùng. Con cuối cùng mình làm là sẽ không nằm trong đây mà mình làm ở trong đây. Mình sẽ làm là con Vermilion cái này nhá. Đội hình này sẽ quy tê khá ít đúng không nha mọi người. Đội hình này sẽ quy tê khá ít. Bây giờ mình sẽ thả gà lửa trước nhá. Thả gà lửa ra trước. Nè, đánh chân này, 1 2. Rồi để tí để nó đánh mình né này. Thả con này ra này. Dùng cái này rồi thả xuống, vả nó ulti. Rồi đánh chiêu của vũ khí rồi xoẹt nó thêm hai lần nữa là mẹ nó cũng muốn chết tới nơi rồi. Giúp 23 giây cho mọi người, 23 giây. 24 giây, 25 giây, 23 giây là giết được nó rồi. Ấy là 5 Valkyrie tiêu biểu mà mình đã thực hiện trong clip lần này. Thì mình cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Thì số crystal hiện tại của mình đang có thì sẽ khá là ít, nhưng mà mình sẽ dành cho cái clip ở 26 hay 24 ngày nữa nhé. 24 ngày nữa thì chắc mình phải làm một clip đập hộp thôi, vì mình hứa là phải làm clip đập hộp xe le mà. Thì thôi, trong thời gian từ hôm nay cho tới ngày bản update là 24 ngày nữa thì có thể là Mitchell sẽ cho ra tiếp tế mở rộng, hoặc là có thể là tiếp tế mở rộng tự chọn. Với ở bản server Japan và China thì nó không cho bản tiếp tế tự chọn ở trong cái bản update bản 3.7 đâu, tới bản 3.8 nó mới cho. Còn ở bản server C á, mình không biết là cái lịch trình nó khác nhau với lại hai server còn lại, thì nó không cho tiếp tế mở rộng của HOR, Godkina và Sale, nên là mình cũng khá là buồn. Về việc này thì chắc là Michot nó sẽ ra trễ hơn, hoặc có khi nó không ra. Mọi người có thể đợi ở cái phần thông báo của Michot nhé. Thì thôi, mình cũng xin dừng clip tại đây. Chào mọi người.